Cho bạn gái mới quen 100 triệu vẫn bị cắm sừng, gã có vợ tẩm xăng, đốt luôn tình địch. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù, giang hồ người nổi tiếng. Phải lòng cô gái mới quen trên mạng, người đàn ông có vợ con đề huề lén lút cặp kè, thậm chí dâng luôn 100 triệu tiền tích góp cho cô ả à để rồi nhận về những chiếc sừng cao mấy mét. Chỉ vì muốn dằn mặt cô nhân tình mới quen, Mai Văn Hải đã ra tay chém phóng hỏa khiến cặp đôi đang ăn vụng suýt mất mạng. Những mối tình thậm thụt, ghen tuông là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng thường tầm chua xót. Thời gian gần đây, một vài vụ việc cuồng ghen sát hại bạn tình hay tình địch lại khiến dư luận phải xôn xao. Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 4 nhận được tin báo về vụ xô sát xảy ra tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh khiến hai người bị thương. Công an huyện Yên Bình đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 4, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tên thật Mai Văn Hải, sinh năm 1979, quê quán xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hải khai khoảng 6 tháng trước quen biết chị Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, qua mạng xã hội. Đến ngày 11 tháng 4, đối tượng đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị Oanh. Tại đây, Hải nhìn thấy chị Oanh đang ở cạnh anh Chu Văn Cao, sinh năm 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Nhìn qua thấy bóng dáng hai người rất vui vẻ, trên mức thân thiết. Cho rằng anh Cao và chị Oanh có quan hệ tình cảm. Hải đã dùng dao mang theo chém chị Oanh và anh Cao. Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng. Một lúc sau thì thấy anh Cao đi xe máy đến. Đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người anh cao và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh cao bị bỏng nặng. Sau khi gây án, Hải đã dùng xe máy bỏ trốn về Hà Nam và bị lực lượng công an bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, người đàn ông này kể toàn bộ ngôi nhà là tiền của anh ta, người tình chỉ có duy nhất một chiếc bếp ga và bình ga. Không ngờ bị người tình phản bội nên Hải cay cú làm vậy. Dâng 100 triệu cho nhân tình Đúng là cái gì cũng có nguyên do. Theo vị lãnh đạo xã nơi đối tượng phóng hỏa đốt tình địch sinh sống cho biết, Hải có người tình nên rút hết tiền hơn 100 triệu đồng tiết kiệm mang lên và dâng cho bồ ở Yên Bái xây nhà. Sau đó xảy ra sự việc thương tâm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lương, Bình Lục cho biết, Hải đã có vợ và ba người con nhỏ ở địa phương Hải làm nghề chở lợn thuê. Trước đến nay, Hải là người đàn ông chăm chỉ và chịu khó làm ăn. Tuy nhiên cách đây 6 tháng, người này có quen với một người phụ nữ ở Yên Bái qua mạng, nên thường xuyên lên thăm người tình. Thậm chí có thời gian lên đó ở nửa tháng với người tình. Anh ta nói dối là đi làm ăn, nên vợ cũng không nghi ngờ. Thời gian gần đây, cứ 5 giờ chiều đi làm về, Hải tắm rửa sạch sẽ rồi lại lên xe máy đi Yên Bái gặp người tình. Đến sáng hôm sau lại về sớm đi làm. Hải đi tới hơn 400 km trong đêm chỉ để nhìn thấy người tình. Sau khi xảy ra vụ việc vỡ lở, mọi người mới biết vợ chồng Hải chăm chỉ làm ăn tích góp được hơn 100 triệu đồng gửi ngân hàng. Tin tưởng chồng nên người vợ để cho mình Hải đi gửi. Nên khi có người tình, Hải rút hết tiền mang lên cho người phụ nữ ở Yên Bái xây nhà. Cũng theo lãnh đạo xã này cho biết, Hải khai nhận hôm đó anh ta đi xe máy lên gặp người tình nhưng nhìn qua khe cửa, thấy người tình đang thân mật với người khác trong phòng. Hải không vào luôn mà ngồi ngoài đợi cho hai người xong xuôi rồi vào. Tuy nhiên khi đôi nam nữ trên ra ngoài vẫn thân mật chào nhau, để chia tay nên Hải uất ức cầm dao xông vào gây án. Khi nạn nhân được người dân đến đưa đi cấp cứu, Hải cầm chai xăng chặn ở cổng làng để ném vào phần dưới của tình địch và châm lửa đốt. Thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ phóng hỏa bằng xăng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có vụ cướp đi mạng sống cả gia đình khiến dư luận phẫn nộ. Những nạn nhân may mắn thoát chết không chỉ chịu thương tật nặng nề mà còn bị ám ảnh về tâm lý, trong khi hung thủ phải lãnh án tử hình về tội giết người. Đây là cái giá phải trả cho hành vi tội ác đã gây ra, cũng như bài học cảnh tỉnh cho những kẻ thích đùa với lửa. Chỉ vì phút nóng giận bốc đồng đã biến Mai Văn Hải trở thành hung thủ sát hại nhiều người, gây cảnh chia lìa tang thương trong dòng họ. Xót xa hơn ngọn lửa oan nghiệt cũng đã đẩy gia đình Hải vào con đường cực bĩ. Ám ảnh lời khai gây sốc của kẻ điên tình phóng hỏa lấy mạng ba người ở quận 8. Xin chào các bạn, đây là chân Dung Nguyễn Văn Nhu, nghi phạm điên tình phóng hỏa khiến ba người thương vong. Người xưa có câu nhìn mặt mà bắt hình dong quả không sai. Với người có khuôn mặt bặm trợn, nuôi tóc dài như giang hồ, lông mày ngắn rậm, mắt híp như nhù, quả thật có tướng hèn, mặt vận. Đầu tiên hãy tìm hiểu về lý lịch của nghi phạm này. Tên thật Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, quê quán Hà Nam. Sau khi gây án nghiêm trọng khiến ba người tử vong, đối tượng tẩu thoát nhưng bị truy đuổi bắt giữ. Nhu là nghi phạm gây án mạng khiến ba nạn nhân tử vong, gồm chị LTMZ, 32 tuổi cùng hai nạn nhân nhỏ tuổi sinh năm 2021, 2022. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ chiều 21 tháng 11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga chở can xăng 20 lít đến nhà chị D. Tại hẻm đường Lưu Hữu Phước, bước đầu Nguyễn Văn Nhu khai nhiều năm trước có quan hệ tình cảm với chị Dê, nhưng sau đó do không hợp nên hai người không còn qua lại. Thời gian gần đây, Nhu muốn hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ nhưng chị Dê không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Từ đó, Nhu lên kế hoạch đến nhà chị Dê giải quyết một lần cho xong. Thực hiện ý đồ, Nhu mua xăng, mặc đồ xe ôm công nghệ chạy xe tay ga đến nhà chị Dê. Đến nơi Nhu gọi cửa và khi cửa vừa mở thì Nhu xông vào bên trong, dùng hung khí tác động bất ngờ lên chị dê. Thậm chí khi nạn nhân gục ngã, Nhu đổ xăng rồi dùng bật lửa phóng hỏa với ý định kết liễu đời mình. Tuy nhiên do lửa bùng lên quá lớn nên Nhu sợ hãi và hốt hoảng chạy ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi Nhu chạy bộ ra đường vứt áo rồi đón xe ôm tẩu thoát, tại khu vực cần cầu Nguyễn Tri Phương bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Báo VTC News đưa tin, bước đầu tại cơ quan cảnh sát điều tra, nghi phạm thừa nhận sát hại chị LTMG ở căn nhà số 45 hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Bà Nguyễn Thị P là mẹ của chị D và là bà của cháu P. Hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong ở quận 8. Bà cũng là người duy nhất may mắn thoát chết trong vụ án. Sau khi sát hại chị D, Nhu tưới can xăng khóa cửa nhốt cháu TMTK và LNHP rồi châm lửa phóng hỏa bà PTTH, sinh năm 1970, khu phố 5, phường 15 là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết bà đã được bà P kể lại quá trình xảy ra vụ án. Theo bà Hát, tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà P đang ở nhà cùng con gái và hai cháu ngoại. Lúc đó, người đàn ông mặc áo grab tức nhu chạy đến trước nhà, hô lên, bà dê đâu rồi? Bà Hát kể lại, tưởng là shipper đến giao hàng, chị D ra mở cửa, chạy ra thì thấy người này cầm hung khí đâm liên tiếp bà p chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng châm lửa rồi rời đi lúc này bà p hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu tuy nhiên do cháy lớn nên hàng xóm bất lực khi ngọn lửa được lực lượng cảnh sát khống chế hai đứa nhỏ đã bị ngạt khói và tử vong bà hát chia sẻ bà p có hai người con gái trong đó dê là con lớn trong nhà cùng lúc mất đi con gái và hai cháu ngoại bà p gào khóc thảm thiết không chịu nổi cú sốc hơn 21 giờ ngày 21 tháng 10, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Ba nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ, vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, công an vẫn đang cắt cử lực lượng để bảo vệ xung quanh căn nhà xảy ra vụ án. Còn theo cập nhật của các báo diễn biến vụ việc được cập nhật liên tục như sau, báo VN Express ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, bước đầu nhu khai nguyên nhân đoạt mạng người, phóng hỏa căn nhà hai lầu trên đường Lê Hữu Phước, phường 15, quận 8 là do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ 32 tuổi. Trước đó vào khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, người dân trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước đã nghe tiếng la hét kêu cứu nên chạy ra xem có chuyện gì thì phát hiện căn nhà gần cuối hẻm đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì phát hiện cửa nhà bị khóa kèm theo mùi xăng nồng nặc bốc ra. Theo thông tin trên báo Người Lao động, sau khi nhận được tin báo từ người dân, ông Trịnh Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15 quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ông Phong đã chi hô và cùng người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để cháy lây lan ra những nhà xung quanh. Nhận được tin báo, đối tượng tình nghi đốt nhà đang trên đường lẩn trốn, ông Phong cùng người dân tổ chức truy đuổi đối tượng từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc đến hẻm số 5 thì phát hiện đối tượng đang điều khiển xe Novo màu trắng. Lúc này ông Phong có gọi thêm 3 chiến sĩ dân quân của phường hỗ trợ tiếp tục truy bắt đối tượng. Đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương quận 5, thì tổ truy bắt đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng xuống đường, nhanh chóng khống chế bàn giao công an. Hiện vụ việc vẫn đang được các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an quận 8 tiếp tục điều tra làm rõ. Lúc này đừng đổ vì yêu mà bản thân Nguyễn Văn Nhu hãy xem lại mình có gì để thuyết phục người khác, hay chỉ có đôi bàn tay trắng và trái tim máu lạnh của một kẻ sát nhân hàm sống sợ chết. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ từ tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.